Anh có nghe người xưa người ta có câu là hồng nhan bạc phận đó mà. Đó, dạ, em hồng nhan bạc phận. Chị sợ là không phù hợp với em đó. Phù hợp với chị. Này phù hợp. Phù hợp hay không chắc phải hỏi bạn em. Còn đối với em hợp. Nam ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Chào bạn, bạn tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Thùy Oanh. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 29 tuổi. 29 tuổi, một vóc dáng rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Rồi, xin mời bạn trai. Rồi, chào em. Em có thấy mình đẹp trai không? Bình thường à. Bộ đẹp lắm hả? Đẹp trai, em tên là gì? Dạ, em tên là Huỳnh Lê Đắc. Huỳnh Lê Đắc? Dạ. Là tự đắc đó hả? Quá. Tâm đắc. Tâm đắc. Coi như Quỳnh Tâm Đắc. Đâu có okay. Phải. Cái gì đắc đâu phải tâm đắc. Thôi vậy mua mai bán đắc đi ha. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Em 33. Mình hiện nay mình đang làm công việc gì vậy em? Dạ em đang làm thư ký của bên hội gôn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Thư ký bên hội gôn? Dạ đúng. Ồ vậy là mình cũng có đánh hay thằng hay đánh gôn không? Dạ thì em cũng biết đánh, nhưng mà người ta đánh là banh nó đi, còn em đánh là gậy nó đi, còn bánh ở lại. Rồi mình làm thư ký rồi mình đi theo hoài vậy mình không có để mắt được đồng chí nào sao? Dạ, thì chị biết là cái môi trường của em làm thì phần lớn là những người thành đạt á. Đúng rồi. Thì cũng cỡ như anh Quyền Linh trở lên thôi, mà cái tuổi cũng cỡ vậy á chị. Mà chị hỏi anh Quyền Linh coi là anh có gia đình chưa? Người cái này tôi không đồng ý với bạn, nhiều người đánh gôn chưa có gia đình lắm. Vậy anh Linh giới thiệu cho em đi. Đó. Mình làm cái công việc đó có mất nhiều thời gian không? Dạ thì em làm về hành chánh không mà chị, cũng không có bận rộn lắm. Nhưng mà không biết làm sao đàn ông ta thấy em ta sợ hay sao á chị. Cái gì là em hơi khó gần đối với những người lạ đó. Hơi kiêu kỳ một tí. Ngoài cái đó ra còn gì nữa? Dạ thì em... Điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì hay giúp đỡ người khác, có nghĩa là rất là hay cảm thông, chia sẻ với những người khó khăn hay là có người ta không có may mắn. Cái... Quá tốt, dạ. Còn khuyết điểm? Còn cái khuyết điểm thì ở nhà thì hơi tiểu thư một tí, rồi hơi nhõng nhẽo một chút xíu. Không tại sao, phụ nữ ai mà chẳng nhõng nhẽo. Rồi, đó là tính cách của cô gái. Em có thể giới thiệu sơ về mình, đang làm gì? À, em đang công tác tại chi cục thuế quận 11, nhận hồ sơ giấy tờ. À, nhận hồ sơ giấy tờ. Tính cách bạn như thế nào? Dạ tính em thì nhí nhảnh hồn nhiên lắm anh, nhưng mà đối với người quen biết em thì người ta mới nhận xét vậy thôi, chứ còn những người chưa quen người ta nhìn em người ta nói em chảnh với lại ngầu, thậm chí ác ác nữa. Tại vì nếu mà em không cười nhìn mặt em cũng chắc cũng ác thiệt. Thôi em cười là ác hơn. Do em muốn cười. Tôi không tin rằng bạn lại không tìm được một nửa của mình. Tại vì anh có nghe người xưa người ta có câu là hồng nhan bạc phận đó mà. Đó, dạ, em hồng nhan bạc phận. Nên giờ em còn vậy á. Em anh nghĩ rằng rất là nhiều người yêu rồi. Không có đâu anh, trong vậy mà không phải vậy. Nhưng mà em biết lý do tại sao mình phải có nguyên nhân của nó. Đó, em biết. Rồi. Ví dụ mà người chưa quen em cũng ngại nói chuyện lắm, mặc dù em thích nhưng mà em cũng không có nói trước được. Rồi còn gì nữa? Cái yêu cầu của em chắc nó cũng hơi cao, khoảng nửa trang giấy thôi chứ cũng không có nhiều lắm. Rồi nói sơ sơ đi. Dạ, cao khoảng 1m6, 1m68. Rồi, tiếp tục. Dễ thương, không quá chảnh. Mình kia cười anh. Cái cười yêu cầu không, không, chị Tường cười chứ không phải là bạn gái này không có cười. Nữ công gia chánh, đảm đang tí xíu, nấu ăn ngon thì càng tốt. Yêu trẻ con, biết thể thao cũng được. Thôi nhiêu đó đủ rồi. Nhiều đó là quá nhiều rồi. Yêu cầu về bạn gái của anh đó thì cũng hơi nhiều. Em thì là một cái người phụ nữ của gia đình, có thể là đáp ứng được. Nhưng mà để coi cái thiện cảm như thế nào. Đó là yêu cầu của người ta. Bản thân mình cũng có yêu cầu của mình chứ. Cái mẫu người bạn trai của em, thứ nhất không lùn, không ốm, không khô, không bị hói đầu. Em sợ người bị hói đầu lắm. Sao vậy? Em biết. Điều này anh Quyền Linh anh ghét lắm. Anh là mém mém hói á. Phải biết đối nhân xử thế, ta nói là biết đối nội đối ngoại á. Tiếp theo nữa là phải rộng lượng, đừng có quá keo kiệt bủn xỉn, phải biết chia sẻ. Nếu như bây giờ là cái đối tượng bên kia là hợp nhãn với em thì em có nghĩ đến chuyện tương lai đó? Em sẵn sàng, tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Để chị xem mắt trước đã nha. Xoay qua đây coi. Đẹp trai mà hơi gian. À,
rồi, mắc rồi. Mắt một Mỹ nó vàng lắm chị. Vàng, vàng quá vàng luôn. Bề ngoài em nó vậy á, nhưng mà bề trong khác. Bề trong sao khác? Giờ nói sao giờ ta? Nói đi, ủa tôi làm mai mối tôi có quyền hỏi chứ. Chị quýnh anh hoài luôn á. Gì vậy? Mày thấy vui vẻ, chắc chắc hiền. Khuôn mặt vậy là có hậu, dễ thương, hiền. Trời ơi, lần đầu tiên có người khen tôi hiền. Không, hiền thì ở ngoài thôi, còn trong phim thì nóng dán hơi nhiều. Quỷ. Trời, chửi em quỷ. Chị sợ là không phù hợp với em á. Phù hợp với chị. Này phù hợp với chị. Dù là kỳ nha. Nói nghiêm túc á là chị thấy em thì rất là đầm thắm, nhẹ nhàng, thì chị không biết hai phong cách kết hợp là như thế nào, ăn thua em thôi. Dạ chào anh. Chào bạn. Dạ. Rất là dễ thương, nói tóm lại là hai người dễ thương lắm. Vấn đề còn lại là ăn ở sao thôi. Hôm nay em đến tham gia chương trình có đi ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có một cô bạn của em. Chào bạn. Bạn thấy cái bạn trai bên đó có phù hợp với bạn gái của mình không? Phù hợp hay không chắc phải hỏi bạn em. Còn đối với em hợp. Sao toàn người gian không vậy? Ta. Em không thích gì ở người phụ nữ? Đi chơi nhiều quá, hút thuốc, rượu bia chút chút cũng được. Đừng có quá uống nhiều rồi đừng quá lùn. Em có hút thuốc không? Không. Uống rượu không? Em biết nhưng mà coi như có dịp. Nhiều em có đi chơi nhiều không? Không. À, trời sao? Chúng ta sẽ kéo màn lên. Không đi chơi nhiều mà đặt thể hiện phong cách dân chơi tào lao. Chém em kìa, anh đỡ giùm em mới nhét. Chém lại sao gì? Chém lại sao gì? Chúng ta sẽ có 2 phút để cảm nhận nói chuyện với nhau. Mời hai bạn. Nãy giờ thì thấy anh bên đó thì cũng rất là tin. Dạ, tính em thì người lạ thì không có tin lắm, nhưng không có cởi mở lắm. Nhưng mà thân rồi, ai đã thân rồi thì lại muốn thân hơn. Anh cũng giống em á, anh gặp người lạ anh ít nói chuyện lắm. Nhiều khi anh không có nói chuyện nên đâm ra người ta nhìn anh ta, chắc người ta nghĩ anh chảnh hay gì mà. Em hiểu, cái đó là em cũng giống như anh nên em cũng bị ế tới giờ luôn á. Em nhìn anh em nghĩ anh sao? Dạ thì em thấy anh khá là vui tính. Cũng biết cách dí dỏm, cũng hay chọc cười người khác thì em cũng tùy à, cũng hên xui à. Hôm nay rơi đúng được cái cơn của anh hay sao? Bình thường anh cũng ít nói. Quen có cơn hả? Có cơn không? Có. Em nhìn bề ngoài anh chắc em nghĩ anh ăn chơi đúng không? Dạ thì nếu như mà anh không có lên cái chương trình này, em gặp anh ở ngoài thì chắc là em cũng phớt lờ, chắc cũng không có gọi là. Anh hiểu, tại vì bản thân anh nhìn vô kiến anh còn cảm nhận anh vậy mà. Công nhận hiện nhất anh chị. Vậy còn bị đặt xì gì nữa. Em thích trẻ chung. Thực ra thì đó là cái sở thích của mình thôi, không có hại tới ai. Còn cái tính cách của mình mới là quan trọng. Nãy giờ thì anh thấy cái ưu điểm, nhược điểm của em như vậy đó, thì anh cảm thấy là được bao nhiêu phần trăm? 60-70. Vậy hả? 60-70 là đậu cho anh Quyền Linh. 6 điểm đầu. Quan điểm về hôn nhân của hai người như thế nào? Em rất là tôn trọng cái người bạn đời của em. Ví dụ như là sau này mà có quen nhau hay là lấy nhau về điện thoại là em rất là kỵ người khác đụng vào của em. Mà em cũng không bao giờ đụng vào điện thoại của người yêu em hoặc là chồng em. Anh cũng giống em là cũng tôn trọng. Nếu mà em muốn kể anh nghe thì em kể. Còn nếu mà em không muốn kể thì anh cũng sẽ tôn trọng anh. Anh cũng không muốn biết làm gì. Người ta nói rằng á là rất là sợ quen người bạn trai mình đẹp trai. Dạ. Là nhìn đểu đểu rồi có duyên. Dạ. Em có sợ điều đó không? Thật ra ngay từ ban đầu cái tiêu chí của em tìm bạn trai á là về cái tính cách trước, xong rồi ngoại hình chỉ là phụ thôi. Giống như là ngoại hình là khoảng chừng 50-60 hoặc là như anh Quyền Linh là được rồi, không có cần phải. Ý là nói xấu hả? Ý là nói xấu đúng không? Như anh Quyền Linh chỉ là trường thường thôi. Anh chỉ là trường thường thôi. Rồi ok. Chúng ta bắt đầu. Có 3 tiếng đếm để quyết định. Cục bấm đâu anh? Cục bấm thôi chị. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian.
tay nhau cái đi. Cảm giác thế nào? Chút phiêu phiêu. Rất có duyên, hài hước ha. Nhưng tôi biết rằng ở trong tâm hồn anh ấy có một cái chữ sâu thẳm vẫn trăn trở với con đường tình duyên của mình. Hy vọng là hôm nay các bạn sẽ có điều kiện, cơ hội để làm quen với nhau. Và điều gì đến nó sẽ đến. Chúc chúng ta thật thành công trong cuộc sống. Anh Quyền Linh chào mọi người và chào bạn Tranh. À, bạn tự giới thiệu về mình, bạn tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Nhật Linh, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang là cộng tác viên nghiên cứu ở trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mình nghiên cứu về gì bạn? Dạ, em là làm bên hóa chị. Dạ. Mời bạn nam của mình đi. Mời bạn nam. Chào bạn. À, chào anh Quyền Linh ạ. Bạn tên là gì? À, em tên Bình ạ. Em là 26 tuổi ạ. Em về danh là Bình Khờ. Bình Khờ hả? Bạn làm nghề gì? Dạ, thanh tra quận ạ. Thanh tra hả? Căng hả nha? Dạ. Bình Khờ làm thanh tra. Mày căng hả? Khờ sao thanh tra? Biệt danh vậy thôi. Chứ thanh tra là được quyết liệt lắm á. Đúng là. Đúng không bạn? Đúng. Tại sao Linh nghĩ Linh chưa có bạn trai? Trước đây em từng quen hai người rồi. Cũng chia tay đã lâu rồi. Từ đó tới nay thì kiểu càng ế thì lại càng sợ gặp phải người không tử tế. Cho nên em... càng khép kín mình. Dạ. Còn cái mặt hạn chế của mình? Nhược điểm của em là... em thích sợ tí ba. Cái gì? Em thích sợ tí ba. Các bạn nghe gì không? Nói lớn lớn xíu rồi bạn. Dạ, em thích sợ tí ba. Em thích sờ tí ba. Sở thích lạ luôn vậy. Dễ thương mà chị. Bây giờ vẫn còn cái sở thích đó. Dạ. Ba bạn có nói gì không? Dạ không. Nói chung là ba cũng đi quảng bá em dữ lắm rồi cái sở thích này của em. Không, dễ thương mà. Dễ thương dạ. Quá ha. Ba là cũng muốn hối thúc bạn lấy chồng rồi đúng không? Dạ. Chắc ba bạn hết thích cái sở thích của bạn rồi. Mới chuyển cho người khác đó. Rồi bạn trai. Có trải qua mối tình nào chưa? Em có trải qua mối tình mà cũng không phải mối tình, giống như là em thích một người con gái. Rồi đến lúc mà em muốn thổ lộ người đó thì người đó là chuẩn bị về quê nên chưa kịp thổ lộ. Giờ thôi. Dạ. Chỉ có một mối tình nữa thôi. Dạ, chỉ một mối tình thôi. Hung cái hung đầu tiên chưa? Chưa nữa anh ơi, nắm tay còn chưa nữa. Ủa sao vậy? Tại em nhút quá em không dám nắm tay. Không dám luôn hả? Không dám. Sợ bạn gái hả? Dạ sợ gái. Sợ. Vậy sao nay đến đây chị? Thì lên đây đã tìm người yêu mà. Thì sao nói sợ mà tìm? Thì sợ nhưng mà tìm hoài không thấy. Sợ mà thích. Rồi từ người yêu tiêu chí thế nào? Hợp tính nè, năng động, hoạt bát, vui vẻ, tóc tươi tém, người cân đối, hiền. Giống ai không? Tóc chị cắt tường, mà như tóc dài quá. Tóc cắt tường hả? Dạ. Thì tôi mới nghe gì già quá. Tóc dài quá chị ơi. Dài quá thích, tóc tém. Quan điểm của em về tình yêu là như thế nào? Khi yêu nhau thì hai người phải biết chia sẻ với nhau và mọi thứ. Em không thích mỗi người mà khi mà bị áp lực ngoài cuộc sống hay gì đó và làm cho mối quan hệ của hai đứa nó căng thẳng, kiểu như giận cá chém thớt, em không thích như vậy. Mẫu người lý tưởng của bạn? Em thích người đàn ông tinh tế, mạnh mẽ, có ý chí, nhìn trưởng men. Cái điểm nào bạn không thích? Em không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự? Hói nặng mùi. Còn gì nữa không? Em thấy có nhiều người lông tay lông chân nhiều á chị, em anh sợ. Anh dễ thương mà. Em sợ mấy người đó lắm. Anh làm gì anh sợ? Đó. Thôi chào chị. Lại đứng gần gần đi. Không có rồi chị. Được rồi. Tay chân coi. Đây. Được. Không có lông. Không có bụng bự. Được. Có mà đè hết rồi. Không có nặng mùi. Được. Hói. Không có hói. Hơi hơi hơi. Kệ. Nắp ứng đủ rồi. Cũng được. Mặt ngủ ngộ sao ta? Bình khờ mà. Bình khờ. Mặt khờ khờ. Khờ lắm. Nói chung là cũng được. Những cái tiêu chí em đưa ra là được hết. Đúng xác luôn. Không có mùi. Nhiều khi xài nước hoa xịn hả chị? Không có. Mùi thiên nhiên. Nếu bây giờ mà hai người đồng ý nhau thì bạn có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Dạ có. Rồi lấy vợ về ở chung ba mẹ luôn. Dạ ở chung. Để làm dâu hả? Nếu mà vợ không thích làm dâu chị không? Không biết về hỏi ý kiến ba má sao. Ví dụ ba má không chịu thì năn nỉ. Không chịu luôn.
Thì hỏi vợ, năn nỉ vợ. Vợ không chịu, dứt khoát phải đi luôn. Mẹ biết sao giờ, đứng giữa hai ngã đường. Vì chọn bên nào đi theo vợ hay ở nhà với mẹ? Chắc theo vợ quá. Theo vợ. Dứt khoát rồi đó nha. Có chịu về làm dâu không? Dạ, theo em thì tại vì em không có... Em chào anh. Chào em. Dạ, em không đặt nặng cái quan điểm khi mà về lấy chồng và làm dâu. Mình thương người ta thì người ta sẽ thương mình. Nhưng mà mình biết nghĩ cho mẹ chồng thì mẹ chồng cũng biết thương mình thôi. Em không đặt nặng vấn đề đó. Không sao. Dạ. Anh bên này anh nói theo vợ. Dạ, cái đó em còn khoái hơn. Anh này cũng bình khờ, nhìn khờ khờ dễ thương lắm. Thì nhìn thấy quà đó, thì không giống vậy mà khờ hơn thấy quà. Đi đóng phim chắc khờ lắm. Hôm nay bạn đi với một mình hay có đi có ai theo không? Em đi với hai người bạn của em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào Quỳnh Linh. Bạn thấy anh bên đó, anh bình khờ bên bển bển sao? Em thấy anh khờ thiệt. Chưa chắc đâu à. Thôi em ý mới là ở phía bể ngoài thôi, còn phía trong em nghĩ chắc không khờ đâu. Em thấy ảnh cũng tạm. Riêng bản thân bạn là thấy cũng được phải không? Dạ, thấy cũng tạm tạm. Rồi, cảm ơn bạn. Vậy bây giờ mình cho mở màn coi mặt lên. Chưa, để coi bạn mình có đi với ai không? Mình có đồng nghiệp đi theo ạ. Dạ, anh Nguyên Linh. Chào chị. Thì theo em thì em thấy bạn gái bên đây rất là dễ thương. Nhìn bạn cười rất là có duyên. Bạn mình ở cơ quan có khờ không? Chung là cũng tùy cái. Cái nào mà... ráng cần mà khờ là ảnh khờ dữ lắm. Vậy là anh khôn chứ khờ gì. Đó là khờ khôn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ kéo màn lên nha. Để coi hai bạn... Trước khi kéo màn thì tôi hỏi Bình câu này. Thì trong lúc mà vợ mình buồn á, mình làm gì cho vợ mình vui? Nấu ăn cho vợ. Nấu ăn cho vợ? Dạ. Rồi cái gì nữa? Xoa bóp cho vợ. Có xoa bóp nữa hả? Mà làm gì nữa? Vợ buồn nữa hả? Ừ. Vậy thì mua quà. Mua quà. Nếu vợ giận nữa. Giận đi thôi, biết sao vậy. Thấy ta khờ, dí ta quá linh. Rồi, kéo màn lên. 2 phút để gặp nhau, trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Xin chào anh. Chào ạ. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình xin tặng lại cô bông hoa. Em cảm ơn. Em muốn biết là anh là người có hay ghen không? Có hay quản lý, kiểm soát người yêu không? Không, mình không có hay quản lý. Chứ tin tưởng nhau là trên hết. Anh tự nhận thấy anh có phải là người nóng tính không? Mình không phải người nóng tính. Cảm nhận mình bình thế nào? Em thấy ảnh cũng dễ thương, nhìn cũng không đến nỗi khờ. Khờ quá, bị vợ ăn hiếp thì sao? Mình chịu sao giờ? Vợ ăn hiếp chứ người ngoài đâu ăn hiếp được chị. Nhìn em đâu giống người hay hiếp người khác đâu chị. Vợ nóng quá, vợ đánh mình rồi sao vậy? Vợ đánh là thương mà anh. Thiệt á hả anh? Đánh là thương hả? Em thích cái này nữa. Khờ vụ làm bộ nói vậy, mốt vậy nó quýnh lại, nó quýnh là thương á. Chị làm em sợ lái xe em dám đánh đấy. Ví dụ bạn ấy giờ chủ động rủ bạn đi khách sạn sao? Dạ thôi, em không đi. Thiệt không? Thì. Sao không đi, lý thiệt do? Luôn hả? Chừng kết thôi mới đi. Vậy hả? Dạ. Quyết định giữ trinh tiết hả? Dạ. Hồi đó vô có ai rủ bạn chưa? Chưa anh ơi. Có rủ ai không? Rất tiếc chưa anh ơi. Rất tiếc. Mày khờ thiệt không ta? Ủa vậy bạn còn trinh hả? Dạ dạ. Ủa kết hôn về nhà chứ kết hôn đi khách sạn làm chi? Đúng không? Đi tuần trăng mật. À đi tuần trăng mật. Biết đi tuần trăng mật có biết làm gì không? Chị hỏi anh có biết không kìa. Để hỏi nào đó. Bạn hỏi biết không kìa? Biết. Biết thiệt không? Dạ thiệt. Biết làm gì? Biết bắt chước trên phim. Trời ơi. Vậy là anh có coi phim luôn á hả? Thôi nói gì luôn. Hai người nói tiếp đi. Mở ra một câu cuối cùng nói về cảm xúc. Mời bạn bình khờ nói trước. Ngắn gọn. Nhìn bạn rất dễ thương. Mình rất thích bạn. Em cảm ơn. Rồi. Hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hay không đồng ý. 1 2. Khoan, bạn tin rằng bạn nữ có bấm không? Có. Sao biết? Con tim ấy. Con tim nói hả? Tim nói trời dữ. Tim nó đập ghê đúng không anh? Tim ai đập? Tìm trên tivi. Ba.
hết thời gian. Tay cảm giác sao? Nắm tay đi. Cứ nắm tay tay coi sao, nắm vô tay coi sao. Đó, nắm chặt vô. Sao bệnh, thấy sao bệnh? Là chưa giờ nắm, chưa nắm tay thôi. Có giờ cái tay nó làm sao? Tay run quá à. Cảm giác bạn gái sao? Hả? Đẹp à? Không gay. Thôi từ thôi anh. Thôi anh. Thôi không đi. Không. Không phải mình tên gái hùng à. Gái hùng cho không? Hả? Dạ. Trời ơi, gái hùng cho. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn chơi bên đó, cũng như quý khán giả thêm đài. Em là Phạm Thị Phương Hồng Quế. Em năm nay được 36 cái xuân xanh. Và em là nhân viên văn phòng. Làm dạ, ở đâu Quế? Dạ em làm ở Phú Nhuận, ngay đường Nguyễn Văn Trỗi. Vậy hả? Dạ. Phú Nhuận sống ở đâu? Dạ em sống ở Gò Vấp. Gò Vấp làm việc ở Phú Nhuận, rồi dạ. 36 tuổi nha. Dạ. Phương Hồng Quế. Dạ. Tên ca sĩ. Em xin chào anh Quyền Linh. Em chào cô Hồng Vân. Chào xin chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Nhật Phi. Hiện tại em được 36 xuân xanh và hiện tại em đang làm sinh sống làm việc tại Khánh Hòa. Làm tốt Khánh Hòa luôn. Làm gì? Dạ nghề nghiệp của em là làm bên xây dựng. Xây dựng hả? Vâng. Kỹ sư xây dựng hay là? Dạ. Kỹ sư xây dựng. Vâng. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Điểm mạnh của em thì hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ và thích ca hát, thích nấu nướng này nọ. Còn điểm yếu của em thì do cái môi trường làm việc, nhiều lúc người ta nói là nó sẽ bị ảnh hưởng tới vấn đề và tính cách của người. Thì trong quá trình làm việc thì hoặc là cứ ngồi thì em hơi nóng tính. Và đối với dân hay dẫn thì nhiều lúc người ta nói là không được lãng mạn cho lắm. Hơi khô khan ha. Vâng. Thôi mời nhà gái. Em nói về mình chút đi. Dạ. Em bạn nam bên kia thì bạn nói là bạn là người bên kỹ sư xây dựng, thì em cũng làm bên công ty xây dựng. Dạ em bên phòng mua hàng của công ty xây dựng. Dạ thì em mua hàng thì em sẽ cũng hoạt bát, cũng nói rất là nhiều, nên cái tính của em thì nó cũng hơi mạnh tí xíu. Dạ thì ưu điểm đó. Dạ nhưng mà nó cũng là cái nhược điểm, tại vì nhiều khi nói nhiều xong sau đó dẫn đến nóng tính. Dạ đó thì hy vọng em nghĩ là đâu đó cái nghề của em với bạn bên thì nó đã là khớp với nhau. Là dạ. Thích đó, đúng dạ không? Đúng rồi. Rồi em có mấy mối tình rồi cưng? Em có một mối tình khoảng 4-5 năm. Dạ thì sau đó là chia tay vì coi như họ không vượt qua rào cản. Không vượt qua rào cản. Dạ. Của gia đình. Dạ. Dạ không. Về văn hóa thôi. Về văn hóa. Dạ. Một người nước ngoài hả? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi chia tay bao lâu rồi cưng? Cũng khá lâu rồi. Chia tay từ năm 2014-15 rồi. Dạ. Vậy là 6-7 năm rồi. Dạ. 7 năm á. Dạ đúng rồi. Bạn trai có mấy mối tình? Dạ. Em thì cũng có đúng một mối tình. Một mối. Thì cũng từ năm đó là em 25 tuổi. 25 tuổi. Vâng. Là lúc đó mấy năm? Dạ trong vòng một năm thôi. Trời ơi con năm mà. Dạ, rồi tới sao chia tay? Nói chung lúc đó là do hoàn cảnh gia đình và lúc đó là tình hình về kinh tế của em là nó không ổn định, không ổn định và có nhiều vấn đề xảy ra. Lúc đó em đang làm xe nên. Rồi từ đó tới giờ dạ. Không có mối tình nào nữa. Dạ không ạ. Còn bao nhiêu năm rồi? Hiện tại bữa nay là 12 năm rồi. 12 năm rồi. Một bên 7 năm, một bên 12 năm. Lâu ạ, lâu ạ. Ế hơi lâu rồi ha. Ế thành xu thế luôn rồi. Bây giờ em trai muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Em chỉ cần một người mà và học bác vui vẻ và biết kính trên nhường dưới. Rồi. Và đừng ghen quá là được. Đừng tại gì, vì đối với công việc của em thì anh mới nói cái từ gì đó, đừng em gì. Em ơi cái cuối cùng là đừng gì. Đừng ghen quá. Đừng ghen quá. Thôi. Rồi. Tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc rất chi là nhiều người ạ. Nhiều lúc anh có hay đi công trình không? Đối với công trình thì anh đi làm anh sẽ đứng một vị trí một công trình nào đó, một đại diện và
nhiều lúc là mình có thể chạy qua chạy lại một số công trình khác của công ty. Nhưng mà thường công trình của anh ở đâu? Thường công trình của anh là nó nằm ở từ Khánh Hòa đi vào Sài Gòn ạ. Nhưng mà nói chung em tiếp xúc nhiều, nhưng mà kỹ sư xây dựng thì chắc là tiếp xúc đàn ông nhiều hơn. Không, nhưng mà ở ngoài công trường có nhiều thư ký lắm. Với lại mua hàng cũng gặp cô bán hàng cũng gái rồi sao? Không, em không, đối với phòng mua hàng của em thì là bộ mua hàng là có, sẽ có một bạn là chuyên phụ trách về vấn đề này. Rồi, em không có mua hàng. Vâng. Ok. Em có mẫu hình lý tưởng nào không em trai? Em chỉ cần, em không có mẫu hình lý tưởng nào hết, nhưng mà em chỉ cần vừa người và là được rồi. Rồi, đơn giản vậy. Dạ rồi. Còn nhà gái? Mình thì sao nè, mong muốn một người đàn ông thế nào nè? À, dạ, em thì em cũng không có mong muốn gì nhiều ở bạn trai hết á. Em chỉ có mong là người đó hiền lành, biết sống với người lớn hay là trong gia đình, rồi biết tôn trọng những người xung quanh, hiểu mình vậy. Không dạ. Chào anh Linh. Tay qua coi mắt ha. Dạ. Đây cô gái dễ thương, xinh xắn ha. Dạ. Này là bán hàng đắt rồi. Nói giá nào khỏi cần trả giá luôn, vô mua kiếp đồng luôn. Thôi em trả giá dữ lắm anh. Đúng rồi, công ty trả giá ha. Dạ. Rồi bây giờ cái ngoại hình đi, hỏi cái đúng ngoại rồi. Hình. Một cái mẫu hình lý tưởng của em. Thực sự em ở trong công ty á, em được mệnh danh là mê trai đẹp. Dạ. Thích đẹp trai. Dạ, thích trai đẹp với là thích trai body 6 múi. Dạ. Sáu múi ha. Dạ. Kỹ sư xây dựng đi nhiều chắc cũng đúng rồi. Thể lực mạnh lắm á. Qua chị đếm thử coi. Dạ. Dạ chị đếm em không em. Thích điều gì đàn ông? Dạ nói nhiều. Nói nhiều hả? Dạ, nói dai á. Nói nhiều, nói dai, nói dở ha. Dạ đúng rồi. Thích đàn ông nói nhiều. Dạ. Nói thôi. Thích trai. Ngoài trừ MC, không ngoài trừ MC, cái nghề yeah. MC nói bắt buộc từ sáng tới chiều tối tới khuya bắt buộc ông phải nói phải không? Vậy tôi coi nha, không có nằm trong cái dạng đó đúng không? Dạ. Chào chị con. Em sao nè, giờ mấy muối nè? Dạ em một thôi ạ. Có một muối một hả? Vâng. Nhậu quá. Sáu muối dồn muối. Dồn vô con muối thôi. Dạ. Nhưng mà người ta rắn chắc, người ta kỹ sư xây dựng thành ra người ta cũng rất là săn chắc, thì chị thấy là ok rồi. Em cao như vậy cưng? Dạ em cao 1m72 ạ. Cao dữ á, 1m72 đó bé. Dạ được chị. Được không? Mục tiêu của em á chị, em thích cao chị, để hy sinh đời mẹ cũng cố đời con. Nói đi, nói đi. Dạ. Nói. Cái gì để chị coi coi nè. Đi công trường chắc là da ảnh ngâm không chị? Sao? Chị coi giùm em thử da ảnh có ngâm không? Da trắng tươi. Da ngâm đen hả? Trắng tươi. Ôi vậy hả? Ừ, đi công trường mà. À vậy hả? Kỹ sư văn phòng mà. À. Da đỏ đó. À vậy hả? Dạ, mắt một mí, hai mí chị. Em muốn mắt hai mí. Em muốn em ơi cho chị coi cặp mắt em nè. Không phải hai mí, không phải một mí mà là mí lót được không? Dạ thôi cũng được. Cũng được đi, mí lót không dạ. Sót cô nào. Dạ kể. Đúng rồi. Mí lót còn đỡ nha. Chứ nhiều người gặp mí lết mới mệt. Mí lết là mí gì? Mí lết là mí gì? Là nó hí hí nè. Lết là lết xuống á, giống như buồn ngủ vậy đó. Còn mệt nữa đó. Mắt Tuấn Dũng. Buồn mắt xuống rồi đó, đó chiều tà vậy đó. Gọi là mắt lết đó. Mắt chiều tà đó em. Dạ. Anh em có chiều tà. Dạ. Là miếng lót. Dạ dạ được rồi. Rồi còn gì nữa, muốn gì nữa không nè? À nói đến chung chiều cao là ok. Mập hay là bụng bự hay là không, em không thích bụng bự, em không thích bụng bự. Gì đó thì nói đi. Em thích tướng tá cao nè, rồi cao thân mình bị... mảnh khảnh nè. Mảnh khảnh đúng không? Dạ đúng có rồi. Mảnh khảnh luôn. Có mảnh khảnh, cao có à, cao. Có cao có mảnh khảnh, da có ngâm đen luôn. Da ngâm đen có ngâm đen. Da trắng không? Không trắng. Đi công trường mà trắng sao được em, yeah. Cách gì mà trắng được hết. Em trai không thích điều gì ở phụ nữ? Đối với em không thích phụ nữ thì nó chỉ có một cái thôi, là trong cuộc sống không chịu san sẻ với nhau, không chịu chia sẻ đối với những công việc. Là em không thích điều đó đúng không? Đúng rồi. Em không thích điều gì anh trai? Đó em không thích người nói nhiều á. Không thích nói nhiều thì một cái đó một thôi đó. Thích người nói nhiều là không thích chửi thề. Do công trình đi chửi thề nhé. Em có chửi thề không? Dạ không ạ. Đâu em nói không ạ. Dạ. Chắc luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em cái mẫu hình mà ngoại hình á, em muốn giống ai? Giống một người con gái nào? Người diễn viên nào? Khi đến vấn đề này thì đối với ngoại hình mà giống với một diễn viên nào thì em không có cái quá trình này. Nhưng mà em chỉ làm như thế nào đẹp sống thì đối với em là không, sẽ không quan trọng, đến hợp với nhau sống và hiểu nhau là mẫu hình lý tưởng đó. Không, không không cần biết đẹp hay xấu đúng không, miễn là hợp thôi đúng không? Mở rào liền luôn con, mở rào luôn đúng rồi. Quyết định vậy đi, mở rào. Nhanh về Nha Trang nữa.
Rồi, xin mời. Không gian này là của bạn đó, bắt đầu đi. Bước qua. Dạ, chào anh. Đầu tiên thì mình cảm ơn quà. Dạ. Gặp mặt các bạn đầu tiên. Dạ, em cũng cảm ơn quà nữa. Đây là, thì nói chung thì mấy bạn này, sách thì mình chiếu là trong kệ sách mình không có khác nhiều. Đây là lần đầu tiên là có người tặng sách. Dạ. Mình cảm ơn. Cuốn sách này nó có tựa đề rất là hay, Nơi Đến Hạnh Phúc. Dạ, biết rồi. Hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc. Mình đã đọc được 5 trang. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cái vấn đề này thì nó có một món quà thì đối với em thì nó không có quan gọi là gì là giá trị. Dạ. Nhưng cái này đối với những người mà họ hiểu và họ cảm nhận được thì đây là món quà nếu em chấp nhận thì lúc nào anh cũng có bên người em. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Cái gì là cái gì sao quyền bí vậy? Dạ, dạ, dạ đây tôi chị. Đó, đó. Dạ, đó là một tiên sức là một sợi chuyền, dây chuyền thôi. Dây chuyền hay là cái lắc anh? Dây là phải đeo thôi, em sao vậy? Ủa dạ, dây là phải đeo hả chị? Đeo, trời ơi. Để em cầm sách cho, để em cầm sách cho. Nè, hay nhẫn nè, này kia nọ là phải đeo hết. Dạ. Đồng hồ đâu. Rung quá hả? Anh rung quá, em rung quá. Thật sự luôn đấy. Dạ, đúng không? Em cầm cho, em cầm cho. Bên nhà gái tôi đẹp gái quá mà không rung sao được ông? Tôi biết mở rào ra là ông rung mà ông có tin không? Trong lòng tôi suy nghĩ rồi tôi nói trời mở rào ra là ông rung liền. Đẹp gái quá trời đẹp gái mà. Trời, cảm ơn anh. Đeo nhanh gọn lẹ. Đeo đẹp quá. Làm như đó giờ quen đeo nhiều lắm hay sao? Đeo cái gọn liền thôi. Hợp lý luôn. Hợp không? Học, chị nói học. Em đeo gông vô cổ rồi chết rồi. Dạ. Cảm ơn em. Rồi về ghế mình ngồi đi ta trò chuyện đó. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình cảm nhận thế nào? Dạ thôi nhường cho anh nói trước. Đối với em thì đúng là nó hồi hộp mà hơi run, tại vì đối với công việc của em thì tiếp xúc với nhiều người, nhưng đối với bạn nữ, gặp bạn nữ thì mình biết nói gì hết. Đây là một lý, cũng là một lý do. Dạ. Nên người ta gọi là gì vậy? Gọi là nhát gái là chỗ đó đấy. 12 năm là có lý do chứ bộ. Rung dạ, không ạ. À, đối với 12 năm này thì do cũng có một số cái vấn đề. Người ta gọi là trai xây dựng. Là họ lúc nào cũng ra ngoài, lúc nào cũng thế này thế nọ. Nên cái vấn đề đó thì sau này đối với em thì sau cuộc định đầu tiên thì em sẽ quyết định rồi khi nào cuộc sống của em có thể đứng ra mà em tự lo cuộc sống của em được, lo cho cuộc sống gia đình được thì em mới tính tới tiếp tục tiền chung em. Là bây giờ đã đến lúc rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đầy đủ hết mọi thứ rồi đúng không? Dạ. Tức là bây giờ anh ổn định rồi đúng, đúng không? Rồi. Anh là người nãy anh nói là người Khánh Hòa hả? Đúng rồi. Đúng không? Vậy là anh đi công trình giữa Sài Gòn với lại hả Khánh Hòa hay là những nơi khác nữa? Hiện tại thì công ty của mình là đang bắt đầu xây dựng là một dự án kế anh, tiếp là cũng ở Khánh Hòa luôn. Anh là xây dựng dân dụng hay là công nghiệp? Mình xây dựng và thương mại, xây dựng khách sạn resort. Thì đối với vấn đề này thì chắc em cũng biết là vấn đề này đối với này kinh doanh và vấn đề này lâu à, làm mấy công đó lâu lắm á. Vậy là anh cứ đi công trường hoài thôi đúng không? Hiện tại anh là kỹ sư trưởng hay là anh là coi như giám sát công trình hay là coi như anh là CM hay là gì? Không, hiện tại đối với anh thì anh đang trưởng bộ phận và bộ phận ở đó. Dạ. Của dự án. Anh về kỹ thuật, về điện hay là về MI? Anh về hai cái, một là thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy và phần HVC và một cái là phần HDE. Hai người chung nghề nhau hỏi dễ hiểu ha. Dạ. Rồi em hiểu rồi. Nhưng mà anh nói 12 năm không có mối tình nào hết đúng không? Là vì anh đi công trình rồi vì anh phải bận lo cho hả cuộc sống gia đình của mình ổn định hơn. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thì đối với anh thì ở đây anh xin chia sẻ với em luôn. Thứ nhất, đối với anh là cuộc sống thì chúng ta luôn hướng về cội nguồn và gia đình. Thì ví dụ như ở đây, nhiều trước đây là cuộc sống gia đình nó khác, nó khó khăn. Bây giờ mình có thể đi làm được và có thể lo được cho ba mẹ thế này thế nọ, gia đình thế này thế nọ, thì anh làm thôi.
Nên cái vấn đề trước đây mình nói tới vấn đề mà ba mẹ cũng hay nói, mày muốn có được thì mày phải có vợ. Thế nhưng mà anh cũng đã nói, khi nào con làm được và con thể lo được cho ba mẹ, không phải còn lo lắng về vấn đề kinh tế, thì lúc đó con mới tính. Anh là con thứ mấy trong gia đình? Lúc này hiện tại là mình đang là đầu. Anh con đầu. Vậy sau anh còn ai nữa? Hiện tại sau anh là còn hai đứa em, nhưng mà một đứa em gái là đã có chồng rồi. Còn lại một em trai. Em trai bao nhiêu tuổi anh? Em trai hiện tại là nhỏ hơn mình 10 tuổi. Ồ, nhỏ quá. Nhưng mà cũng đã đi làm rồi đúng không? Đúng rồi. Vậy là Mạnh Anh nó lo được rồi. Mạnh Anh nó thì... lo lấy vợ được rồi. Dạ. Giờ anh đã chuẩn bị để có gia đình chưa? Nói chung thì gia đình thì cái vấn đề nhà cửa thì sau này giữa hai người kết hợp tính toán với nhau là chúng ta ở đâu. Thì lúc đó là mà... hiện tại em ở Sài Gòn á, anh ở Khánh Hòa, vậy rồi sao? Đúng anh được, nên không quan trọng là gì đó, chúng ta gọi là đất lành chim đậu. Ở đâu có mồi đó chim cu sẽ tới. Nên cái vấn đề đó anh không quan trọng. Dạ. Ở đâu có mồi chim cu nó tới hả? Đúng rồi anh. Sao có loại chim khác mà chim cu tới? Đất lành chim, chim đậu. Đậu đúng rồi, rồi đất lành chim đậu đúng rồi. Chim cu nữa. Đâu anh, tụi em ở nhà thì hay thường chọc giỡn như thế nên nhiều lúc. Ví dụ như bây giờ nè, anh có thể có một công trình ở thành phố hay là có thể xin chuyển vào thành phố làm, có thể được không? Dạ được ạ. Được đúng không? Vâng. Tại cái ngành xây dựng thì bây giờ nếu mà giỏi ra rất là nhiều nơi cần. Và vấn đề là công ty của anh á, hiện tại anh đã gắn bó công ty đó lâu chưa? Đối với công ty này á thì anh thì trước đây giờ thì anh mới làm chuyển sang cái ngành gọi là xây dựng và năng lượng. Năng nhưng lượng mà bây giờ nhưng mà do cuộc sống xa nhà quá. Mà ra ngồi nói thẳng luôn là ngồi cạnh với ngồi á, anh sống môi trường sống với họ là không quen. Nên anh mới chuyển về đây thì được một năm. Ồ trước đó anh ở đâu? Hả? Trước đây là mình hiện tại là làm ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh. Đúng rồi. Đi xe công trình nhiều quá hả? Dạ, đối với anh năng lượng nữa hả? Dạ có ạ. Năng lượng mặt trời đó. Năng lượng mặt trời hay là tu bin gió hay là turbo ạ? Mặt trời có tu bin gió, có nhiệt điện gió. Điện gió là mặt trời đó. Dạ đúng rồi. Vậy đó hả? Nên đối với anh thì bây giờ thả ra công trình nào thì còn em gái. Dạ. Em đã chuẩn bị gì cho cuộc hôn nhân? Ví dụ như sắp đặt sẵn có 1 năm, 6 tháng hay 2 năm gì đó. Theo em á, tại vì tuổi của tụi em bây giờ cũng không phải là nhỏ nữa, nên nếu mà hợp á là nghiêm túc rồi tiến tới hôn nhân luôn. Đó, cái đó là rõ ràng. Còn ví dụ như gia cảnh hay như thế nào thì mình cũng đã chuẩn bị hết rồi. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ vậy thì em nghĩ tương lai mình sẽ ở đâu thì hợp? Em thì em muốn ở Sài Gòn, tại vì công việc của em ở Sài Gòn đang rất là ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh dù sao cũng là một nơi có thể phát triển rất là nhanh nếu chúng ta có tay nghề giỏi, chúng ta có tài. Có hướng về Sài Gòn không? Anh hướng về Sài Gòn đi anh. Như nãy em đã nói rồi mà, thì ở đâu là ở đâu thì... có mồi chim cu tới là đâu là rất là chim đậu thôi mà. Thì do lúc này sau này sẽ cuộc sống với hai người, tại vì bây giờ mình cũng sẽ không lăng tăng vấn đề. Bây giờ mình có nhưng thể... mà ba má anh bao nhiêu tuổi rồi anh? Ba mẹ anh hiện tại là 60. Đúng rồi, ba thì 61, ba thì 61. Bây giờ nói chuyện hẹn hò, thí dụ anh ở Khánh Hòa nè, bạn gái trong đây nè, rồi hẹn hò sao? Cách nào để có chinh phục cô gái xinh đẹp vậy? Đối với công việc của anh thì một tuần là anh nghỉ được chiều thứ bảy và chủ nhật. Chiều thứ bảy chủ nhật? Ủa công trình mà được nghỉ thứ chiều thứ bảy hả anh? Yeah. Thường thường công trình không, là làm tụi anh nguyên ngày thứ bảy. Như nãy anh trao đổi tụi em như em lại công việc của anh hiện tại bây giờ là mình gọi là thẳng là mình thuộc là mình đứng ra người nó là mình nhà đầu tư, mình làm cho bên chủ đầu tư. Anh bên chủ đầu tư. Đúng rồi. Mình không phải là đơn vị thi công, nhà thầu thi công ở dưới. Rồi. Nên mình là một tháng mình làm thế nào không biết. Là cứ 24 ngày công. Còn lại là mình được nghỉ. Hoặc là muốn làm là tùy. Nhưng mà anh có thấy bất tiện khi mà anh cứ phải đi đi về về giữa Sài Gòn không? Trước đây là mình đi về giữa Long Sơn Vũng Tàu về nhà hàng tuần. Tại vì em là em ở trước Sài Gòn chiều rồi thứ sáu là mình về, tối nhật mình lên xem mình về.
là dưới đó là không máy bay. Nếu còn ở đây thì mình hiện tại đang làm cái dự án này cách sân bay khoảng 200 mét. Dạ. Sân bay Cam Ranh. À. Dạ. Nên vấn đề đi lại rất dễ. Sân bay Nha Trang hả? Dạ. Ồ, vậy thì 30 giây đúng không? Về ra bay cái tới, bay cái tới. Cũng tiếng đúng không? Trong vòng 200 mét. Dạ. Từ vào 6 bay vô Sài Gòn. Cam Ranh, sân bay Cam Ranh. Dạ, sân bay Cam Ranh. Rồi, bây giờ thì anh mình hãy nói cho bên kia biết là làm sao mình có thể làm một bờ vai vững chãi để cô ấy tin với sự hướng về mình, chứng minh bằng điều đó. Ví dụ sắp tới mình có dự định vào thành phố Hồ Chí Minh mà mình sẽ làm gì hay không đó, và khoảng bao lâu mình có thể tăng kết hôn được, đâu nói dự định tương lai cho mình cho cô gái biết đi. Đối với anh á thì anh cũng đang có một cái dự án trong này, nhưng mà do tình hình dịch bệnh anh chưa vào được. Dạ. Và dự án đó thì cũng nằm, công ty cũng nằm đây, gần ở đây. Dạ. Thì đối với anh đó thì đã quyết định rồi. Bây giờ tụi không còn nhỏ nữa. Thì anh muốn như làm như thế nào? Nếu chúng ta chấp nhận và chúng ta quen một thời gian tìm hiểu, đôi 3 tháng, 2 năm, 7 tháng gì đó. Nếu chúng ta thấy hợp thì trong vòng năm nay thì càng tốt. Trong vòng năm nay đúng không? Trong vòng năm nay. Quyết liệt ha. Dạ. Thì đối với còn công việc á, thì đối với công việc của anh thì ở đâu anh cũng có thể đứng kiếm được làm, đối với công việc của anh hiện tại bây giờ. Dạ. Nên cái vấn đề làm ở đâu thì anh không quan trọng, sau này tính. Dạ. Rồi cái đó mình sẽ tính, tính nếu tiếp. Mà tình yêu đủ lớn đủ thăng hoa mình tính chuyện đó ha. Dạ. Vô Sài Gòn ở luôn đó, chuyển công việc luôn, phải lau bay ra coi công trình bay vô. Mà em gái bây giờ anh đang ở với ai? Dạ em ở với em gái em. Em gái ở em gái em. Dạ. ở đâu? Dạ ở Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Dạ. Làm gì ở Phú Nhuận? Em làm ở Phú Nhuận, em ở Gò Vấp. Ủa nhưng mà ba mẹ em ở đâu? Dạ. Gia đình em, ba má em vẫn còn ở trên Gia Lai. Gia Lai. Thì cứ hay đi ra đi vô. Còn ở đó là mình ở nhà riêng hay là mình? Dạ nhà riêng. Ở nhà riêng luôn. Dạ. Đó. Người ta nói người ta có nhà riêng luôn thấy không? Nhà đó là em mua hay của ba mẹ cho? Dạ em mua. Em mua hả trời, vậy là ba mẹ cho quá. Cũng là của mình mua cũng là của mình, nhưng mà nếu cổ mua là cổ quá giỏi còn đó. Ba mẹ là của thừa tự thôi, thấy chưa? Dạ. Thân phận nữ nhi mà người ta còn mua được nhà ở thành không có nhà chút xíu thôi, nhỏ cũng là nhà nhà cũng nhỏ là nhà thôi, là mình đừng có nói chuyện nhà lớn hay nhà nhỏ. Dạ. Nhà nào cũng là nhà cả, đừng thì phân đất biệt lành chim cu gì, chim cu đậu cái chuồng cu chỉ cần nhỏ thôi mà, miễn là mà đủ hồi nãy anh chưa nghe biết là ở đâu nha. Dạ quê em ở đâu nha? Gia Lai. Dạ em ở Gia Lai. Em ở Gia Lai, Pleiku Gia Lai. Thành phố luôn em? Dạ đúng rồi. Ờ, đây lên đó chắc cũng... Dạ biết rồi. Đó. Đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku tuyệt vời. Rồi bây giờ này nào. Nãy giờ nói chuyện thì bạn trai thấy cảm nhận về người con gái ngồi đối diện với mình thế nào? Tim mình có đập mạnh hơn, có rung động, có gì cũng nói cho bạn gái nghe đi. Em thấy anh rung lắm luôn. Rung thì rung thì lúc đầu ai cũng như thế, thì bước vào một cái công việc nào đó hoặc là một cái vấn đề nào đó chúng ta thì chúng nó gọi là rung. Thì đối với anh á, như hồi nãy anh ta trao đổi, chúng ta đối với anh thì gọi là xinh hơn em tưởng tượng, như anh tưởng tượng hồi nãy. Thì đối với anh thì đây là chia sẻ chân thật cuộc sống của anh. Thì trước giờ thì đối với anh á, thì ở đây tuy anh đang ngồi đường không có gọi là giàu có hoặc là khá giả, không có đẹp trai hơn người khác. Dạ. Nhưng đối với anh thì đối với anh tình yêu khi mà anh yêu đến một ai thì anh luôn chân thành. Dạ. Cuộc sống anh ra đường làm nhiều lúc tiền sẽ không kiếm bằng em hoặc là không kiếm bằng một người nào khác, nhưng anh có thể không đảm bảo với em một câu thế này, không để em đối và không sẽ không đỡ em khổ. Không, em không sợ đói đâu. Không, không cái vấn đề này. Trước em đây. Giỏi em bản lĩnh không? Đúng sợ rồi. Đói đâu sợ. Thì đó thì anh đã nói là bây giờ dù anh có thể ra ngoài anh làm thu em đi, nhưng kiếm tiền thu em hoặc là như thế nào. Đôi khi nhưng sẽ không để cho em khó khăn khổ hoặc là khổ hoặc là khó khăn sau này. Dạ. Cái vấn đề này. Anh khiêm tốn anh ơi, thời buổi này anh là nhà đầu tư anh xây dựng mà anh nói anh sợ cái gì? Là lương cũng thấp đâu mà chị ạ. Nói chung cũng đủ em sống là cái phe bên đầu tư mà.